trong câu chuyện của Thiền Am thì Phan Phong lại đạp lên chân của mình, chân sau đạp trên chân trước. Và em không biết rằng cánh cửa nhà tù rất gần với Phan Phong nếu như em vẫn tiếp tục chụp mũ Thiền Am như vậy. Em có còn lý trí, có còn chút lương tâm nào sót lại trong người không vậy, Phan Phong? Hãy tự một lúc nào đó đặt mình vào tâm trạng của một ai đó trong Thiền Am. Hãy đặt mình vào vị trí của một thành viên Thiền Am. Thì liệu Phan Phong có chịu được một YouTuber nào đó dùng những cái lời như chính Phan Phong để sỉ nhục mình như vậy, Phan Phong có chịu được không? Chỉ nhìn thấy cái cách của em nói chuyện, cái cách sử dụng ngôn ngữ, ai cũng nhận biết rằng Phan Phong là một cái đứa rất khoác lác. Ta đây mà trong bụng thì rỗng tuếch về kiến thức, về suy nghĩ. Teletron Tân Bình đã khai trương địa điểm mới trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, Houston vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 8, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm thứ Bảy ngày 27 và Chủ nhật 28 tháng 8 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Hương Thủy, Lam Anh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Trúc Lam, Trúc Linh, Sơn Tuyền, Phương Hồng Ngọc, Hiếu Trương, Cam Thơ, Hai Kịch Hồng Đào, Hoài Tông, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc. Đặc biệt, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Teletron Houston, địa điểm mới trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, 281-495-8999. Quý vị thân mến, có thể nói là trong khoảng thời gian mà chờ đến phiên tòa xử phúc thẩm, câu chuyện của Thiền Am vướng vào điều luật 331 thì mỗi một ngày trên YouTube chúng ta đón nhận rất nhiều những ý kiến đánh giá, nhận xét và phân tích vụ việc của Thiền Am. Và trên kênh Just Media Network cũng đã làm câu chuyện này với hết tâm trí của mình, bởi hai nhà truyền thông đó là anh Nam Quang và anh Nguyễn Tiến Dũng. Họ làm cái chương trình đó với tất cả những tình cảm, thương yêu và sự chia sẻ đến tận cùng đối với nỗi oan khiên của Thiền Am. Và Nhật Linh cũng là một nhánh ở trong Just Media Network, cũng không ngoài cái mục đích mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể được, góp một tiếng nói, góp một chút công sức để an ủi, để chia sẻ và để làm như thế nào góp phần sáng tỏ cái vụ việc ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, thưa quý vị. Trong buổi tối hôm nay, Nhật Linh muốn nói đến rằng khi mà Công an Việt Nam, người ta đã kết luận rằng Thiền Am chỉ dính đến cái vụ việc điều luật 331. Còn hai cái việc mà nói về tội loạn luân và tội lợi dụng tín nhiệm để lừa gạt thì không có. Như thế mà cho đến giờ phút này vẫn còn một số YouTuber họ kiếm tiền bất chấp, quá nhẫn tâm, họ vẫn lên nói ra rả và kết tội Thiền Am là với hai cái tội loạn luân và lợi dụng tín nhiệm để lừa gạt tiền của những người Việt khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, phải nói rằng đó là một nỗi đau lớn với riêng cá nhân của Nhật Linh. Nhật Linh cảm thấy đau lòng, đau lòng lắm. Đau lòng này không phải là dành cho Thiền Am, mà đau lòng cho đất nước mình. Tại sao đất nước lại sản sinh ra những cái con người mà lòng dạ hiểm độc và trí tuệ hạn hẹp
như vậy. Mà cụ thể, Nhật Linh sẽ nhắc tên cái nhân vật đầu tiên, đó là bạn Phan Phong. Thưa quý vị, Phan Phong là một người trẻ. Em ấy đã làm YouTube, phải nói rằng bất chấp ngôn ngữ của Phan Phong sử dụng thoạt nghe chừng như là một người có học, nhưng mà khi nghe kỹ những cái sự phân tích vấn đề cũng như nội dung mà em ấy đưa ra, em ấy biện luận, thì phải nói rằng đây là một con người học không đến nơi đến chốn, học lớt phớt và ngạo mạn. Em ấy tự vỗ ngực xưng tên, tự cho là mình uyên bác, tự đưa ra, đặt ra vấn đề và tự kết luận bất chấp luật pháp. Phan Phong, chỉ có thể nói với em là em đang đi vào con đường vi phạm pháp luật mà em không biết. Và em nên hiểu rằng những đồng tiền mà em kiếm được trên YouTube trong thời gian mà em bôi nhọ, em chụp mũ, em kết tội thiền am, rồi sẽ đến một ngày khi đứng trước vành móng ngựa, tòa sẽ kết tội em và sẽ thu hồi lại những cái đồng tiền bất chính mà em thu được từ YouTube trong thời gian này. Khi mà chị lên sóng nói, có nghĩa là chị đã nghe rất là nhiều lần Phan Phong làm YouTube kết tội thiền am. Trong khi trước đó, Phan Phong là một người mà lên án bà Nguyễn Phương Hằng và những người YouTuber đi theo Nguyễn Phương Hằng. Lên án nghĩa là cực lực lên án luôn, rất là hăng hái lên án. Nhưng mà trong câu chuyện của thiền am thì Phan Phong lại đạp lên chân của mình, chân sau đạp trên chân trước. Và em không biết rằng cánh cửa nhà tù rất gần với Phan Phong nếu như em vẫn tiếp tục chụp mũ thiền am như vậy. Nên nhớ rằng cho dù thiền am đang bị công an Đức Hòa bắt tay với một số thành phần có nhiều tiền ở trong xã hội muốn triệt tiêu thiền am, nhưng luật pháp cũng không cho phép mà công dân khác có quyền chụp mũ, bôi nhọ và dựng chuyện để mà hại người như Phan Phong. Tại sao một con người trẻ và có học như Phan Phong mà không sống theo luật pháp, trong khi mà tòa người ta đã kết luận rằng thiền am chỉ vướng vào tội 331, mà Phan Phong dám đưa một cái sơ đồ là thiền am loạn luân và dùng những ngôn từ phỉ báng, sỉ nhục, nghĩa là đẩy thiền am đến tận bùn nhơ. Em có còn lý trí, có còn chút lương tâm nào sót lại trong người không vậy, Phan Phong? Hãy tự một lúc nào đó đặt mình vào tâm trạng của một ai đó trong thiền am. Hãy đặt mình vào vị trí của một thành viên thiền am. Thì liệu Phan Phong có chịu được một YouTuber nào đó dùng những cái lời như chính Phan Phong để sỉ nhục mình như vậy? Phan Phong có chịu được không? Phan Phong lấy ở đâu ra một cái sơ đồ loạn luân y như thiệt?
và bằng chứng loạn luân ở đâu? Và những ngày này, khi mà Mộc Uyển Thanh và Nam Râu, rồi em Beo gì đó đó, nghĩa là họ yêu cầu, họ thách đố với Phan Phong là hãy đưa ra bằng chứng đi, và họ sẽ chịu mất khi nào mà Phan Phong có bằng chứng thực. Và nếu ngược lại thì Phan Phong cũng phải mất, bằng cách là cả hai bên sẽ đóng lại cái kênh YouTube của mình nếu như bên nào thất bại. Mà sao Phan Phong không dám làm điều đó? Nếu mà nói về cuộc sống thường ngày thì đây là một cách kiếm tiền rất là dơ bẩn và rất là nhục nhã. Nhưng nói về đạo đức thì Phan Phong đã làm một điều vô cùng tội lỗi. Em ạ, tại sao lại có thể xúc phạm một đại gia đình, những người hiền lành như vậy? Khi mà mình đánh một người nào đó mà người ta không có khả năng tự vệ, chỉ nên đánh một cái và dừng lại trong hối hận. Tại sao đánh tới tấp? Em đánh Thiền Am hết clip này đến clip khác, mà trong khi đó cái số sub của em chỉ là một phần ngàn rất nhỏ của Thiền Am. Có nghĩa là cái loa của em quá bé so với cái loa của Thiền Am. Người ta có thể đánh lại em gấp hàng ngàn lần cả thế giới biết. Nhưng Thiền Am có làm như vậy không? Họ không làm. Họ không làm không phải vì họ dốt nát, càng không phải là vì họ đúng là loạn luân cho nên họ không dám mở miệng. Không phải như vậy, mà vì họ đã chọn con đường tu. Thôi kệ, tha thứ cho tha nhân. Họ không chấp, họ không chấp những cái kẻ, phải nói là những cái kẻ như Phan Phong. Em ạ, khi mà mình đánh người ta, người ta cứ đứng yên như vậy, người ta không tự vệ, người ta không phản ứng, thì mình phải tha cho người ta chứ. Chữ tha trong ngoặc kép nghe em. Đằng này em cứ đánh hoài đánh mãi, bởi vì mỗi lần em đánh là mỗi lần YouTube trả tiền cho em. Và như thế em cứ lượm tiền từ những cái tát vào nỗi đau sâu thẳm của Thiền Am. Mà nỗi đau này là do em tự rạch cho người ta đau. Nói về mặt tâm linh, Phan Phong ơi, cái nghiệp chướng này biết đến bao giờ em mới trả hết? Em chửi từ một ông cụ 90 cho đến những chàng trai tuổi cập kề như em, mà người ta sống thanh cao hơn em gấp vạn lần. Em chửi cả những cái cô gái mà chỉ nghe giọng nói đã thấy sự hiền lành từ tâm can của họ toát ra. Và em xúc phạm cả những đứa bé nó chưa biết như thế nào là cuộc đời. Phan Phong, chị nghĩ là mỗi một đêm nằm trên giường trước lúc ngủ, em phải tự nghĩ một ngày vừa qua em đã làm những điều gì, đã nói những điều gì, làm cho ai đau khổ, ai hạnh phúc. Và mình đã nói trung thực chưa? Có điêu ngoa không? Có xảo trá không? Phải tự vấn lương tâm mình.
để mình biết chùng chân. Chứ cứ ban ngày ra rã như vậy, ban đêm mệt mỏi, ngủ ngáy khò, sáng thức dậy, lại chửi, lại đào bới, lại dựng chuyện, lại thêm thắt mắm muối. Khi nào mệt nhoài thì lại ngủ vùi. Rồi đến tháng đến kỳ, lãnh tiền, YouTube gửi về. Em nghĩ cuộc đời sống như em kéo dài được bao lâu Phan Phong? Cuộc đời này không có dễ dãi như vậy. Mình có thể lừa ai đó trong một khoảnh khắc nhất định, nhưng không có lừa mãi được như vậy. Và mình cũng có thể dựng chuyện bôi nhọ ai đó trong một thời khắc nào đó, nhưng bàn tay không che được hết ánh nắng mặt trời. Dù em có la đến bao nhiêu cái tần suất của chiếc loa, thì sự thật cuối cùng cũng sẽ là sự thật. Và con đường đi đến tù sẽ rất là chóng vánh nếu như Phan Phong vẫn còn tiếp nối cái cách làm YouTube như hiện nay. Vừa chịu sự tù đầy của luật pháp, mà vừa chịu sự trừng phạt của tâm linh nữa. Phan Phong, em còn trẻ lắm. Chỉ nhìn thấy cái cách của em nói chuyện, cái cách sử dụng ngôn ngữ, ai cũng nhận biết rằng Phan Phong là một cái đứa rất khoác lác. Ta đây, mà trong bụng thì rỗng tuếch về kiến thức, về suy nghĩ. Mở miệng nói giống như là cái bọn cường hào ác bá ở nông thôn ngày xưa vậy. Cái cách của em á, từ cái cách đưa tay, cái cách ngồi, cái cách nói và sử dụng ngôn ngữ, rõ ràng là một cái kẻ, nghĩa là cái chữ trọc á. Em không có giàu nên không thể gọi em là trọc phú, mà tất cả mọi thứ đều em là một cái đứa trọc. Dùng đôi ba từ ngữ cho nó vẻ có học, nhưng mà lý luận lập luận thì ngông nghênh, nông cạn, mà thách đố mà không dám làm. Em nói với lại Mộc Uyển Thanh là em không thể đưa ra bằng chứng được, vì đó là tài liệu mật riêng của em, Phan Phong. Và mọi người đã đề nghị với lại công an Việt Nam là Phan Phong đã có tài liệu mật làm bằng chứng là Thiền Am có loạn luân, có lợi dụng tín nhiệm lừa gạt, thì công an Việt Nam phải làm việc với Phan Phong và yêu cầu Phan Phong cung cấp tài liệu. Nếu mà tài liệu chính xác thì phải thưởng cho Phan Phong và phải đưa Thiền Am ra tòa xử tội. Còn ngược lại, nếu như cái sơ đồ loạn luân, những cái câu chuyện loạn luân và lừa gạt mà Phan Phong đưa lên mà là sự mang trá, thì Phan Phong phải đi tù và phải bồi thường danh dự cho mấy chục con người của Thiền Am. Phan Phong phải hiểu là như vậy. Và nếu như có đi tù hay là có bồi thường về vật chất cũng chưa hết, rồi sẽ nhận lấy cái hậu quả từ cái nghiệp chướng mà em đã tạo nên cho Thiền Am trong suốt mấy tháng nay. Em nói như đúng rồi vậy, còn hơn cả công an nữa. Công an đã từng đến Thiền Am lừa dối
lợi dụng vào COVID, bắt người ta cách ly, đi thử COVID, nhưng là thực chất là lấy máu để mà thử DNA. Và còn nhiều trò khác nữa, có bằng chứng đâu. Mà một cái chàng thanh niên như Phan Phong, một cái đứa mà hoang tưởng, nổ bánh chành, ngồi đó vẽ một sơ đồ loạn luân, y như đúng rồi. Rồi bây giờ còn mở miệng nói là tài liệu mật. Này, Phan Phong, không có cái clip nào mà qua mắt được an ninh mạng của Công an Việt Nam. Rồi sẽ đến một ngày, Phan Phong sẽ được gọi tên và sẽ ngồi đối thoại với công an, phải trình những cái tài liệu mật, nghe chưa? Chị thật sự có một lời khuyên với lại Phan Phong. Em hãy dừng lại. Ngay thời điểm này vẫn còn chưa muộn. Phải bình tĩnh. Đừng có tạo nghiệp nữa. Đừng có ác độc với những con người khi người ta đang xa cơ như vậy. Cho dù người đó là kẻ thù của mình, nhưng khi người ta đang đứng trước hoạn nạn, chúng ta cũng phải cất đi cái mối thù. Để làm gì? Chìa một cánh tay, đỡ người ta dậy. Khi nào người ta trở thành một người bình thường, đứng vững trên đôi chân rồi, lúc đó mình hãy nói chuyện. 20 năm sau trả thù vẫn chưa muộn cơ mà. Tại sao khi mà Thiền Am đang gặp hoạn nạn, những người sức rộng vai dài đều đi vào tù, ngay cả một người bị bệnh ung thư gần đến cái chết còn phải lọ mọ đến công an để trình báo? Một ông già 90 tuổi suốt ngày nằm võng mà phải ngồi hầu tòa một ngày, rồi về đau ốm, rồi một bầy trẻ thơ không ai chăm sóc, nhà chỉ còn có phụ nữ, mà cửa nẻo thì ọp ẹp, đồng ruộng thì nước lên xuống bất chợt. Thiền Am hoạn nạn như vậy mà Phan Phong chưa vừa lòng hay sao? Họ làm gì gây thù chuốc oán với Phan Phong mà em hại người ta đến vậy? Những người đàn ông của Thiền Am đã ngồi trong lao tù có xem được những cái clip của Phan Phong nói không? Ông già 90 tuổi thì không bao giờ lên YouTube để xem. Chẳng lẽ em làm clip đó cho những cái cô, những cô gái ở trong Thiền Am người ta xem? Người ta cũng chẳng có thời giờ để xem. Vì người ta phải chăm sóc các cháu, chăm sóc người tù. Đến độ cái nhà của Thiền Am hoang tàn, lộn xộn, họ cũng không có thời giờ để sắp xếp trật tự. Mà em nỡ nào ngày nào cũng lên clip để sỉ vả, sỉ nhục, bôi nhọ, chụp hết chiếc mũ này đến chiếc mũ khác, mọi tội đồ đổ lên Thiền Am. Mà cái điều đó thật sự đáng kinh tởm. Bởi vì họ là người có tâm thiện lành, họ không trả lời, họ không phản ứng, họ không phản xạ, họ không nói một lời nào. Họ chỉ thôi kệ, họ chỉ tha thứ. Mà sao Phan Phong cứ miệt mài kiếm tiền trên nỗi đau của Thiền Am như vậy? Chị muốn nhắc lại Phan Phong, em hãy dừng ngay từ bây giờ. Đừng có bôi nhọ, đừng có xúc xỉm Thiền Am nữa. Hãy chờ đợi công an, đợi chờ đợi tòa kết luận.
rồi em nói vẫn chưa muộn. Teletron tân bừng đại khai trương địa điểm mới trên đường Bella trong khu chợ Tân Bình, Houston vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 8, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm thứ Bảy ngày 27 và Chủ nhật 28 tháng 8 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Vương Hồng Quế, Anh Khoa, Hương Thủy, Lam Anh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Trúc Lam, Trúc Linh, Sơn Tuyền, Phương Hồng Ngọc, Hiếu Trương, Cam Thơ, hai kịch Hồng Đào, Hoài Tông, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc. Đặc biệt, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Teletron Houston, địa điểm mới trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, 281-495-8999.